thiếu niên không thấy bóng. Tập 03, dường như biến thành một người khác. Đây là ảnh của cậu nhóc quay lại. Tôi đã phóng to tai cậu ta. Đây là ảnh Biên Kiệt ngày trước. Cậu so sánh thử xem hai cái tai này có giống nhau không? Rõ rành rành đúng không? Tôi thấy cũng giống giống nhau. Cái này chỉ là dài tai to hơn chút thôi. Có phải do góc chụp khác nhau không? Góc chụp y hệt nhau. Tôi vẽ lại nó rồi đây. Đây, cậu so sánh thử xem. Nếu so sánh thế này thì cậu sẽ thấy rất rõ. Đây không phải cùng một người. Cậu bảo, ngũ quan của một người có thể thay đổi lúc về già, nhưng tai thì không giấu được đâu. Chống buôn người bao năm nay, tôi có kinh nghiệm. 3 năm sau, biến thành tai một người khác. Cậu tin tôi đi. Chắc chắn tên nhóc này có vấn đề. Hồ sơ vụ án mất tích ngày 17/04, trên cổ tay phải của Biên Kịch có một vết sẹo bỏng, anh còn ấn tượng chứ? Lúc tôi đến Hà Khê đón cậu bé đó, tôi cố tình nhìn rồi, cổ tay phải có một vết sẹo. Ít nhất phải có lịch sử 7-8 năm rồi. Anh bảo là thằng nhóc này giả mạo Biên Kịch, không thể nào chuẩn bị sẵn từ 7-8 năm trước chứ, cái này chắc là trùng hợp thôi. Tiểu Thất, lấy vào đi, bữa sáng xong rồi đấy. Trộm tiền của nhà họ Kim ra đây, trả tự do cho cậu, Đông. Cô Trịnh đúng là khách quý. 2 năm rồi không đến chơi. Cả nhà anh vẫn khỏe chứ? Khỏe cả. Sau này cô năng đến chơi nhé. Vâng, vâng, vâng. Vâng, cảm ơn nhé, khách sáo quá. Thằng bé này chạy đâu rồi không biết. Về rồi. Về rồi. Nào, 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 có cô giáo đến này. Nào, ngồi đi, ngồi đi. Không nhận ra à? Cô Trịnh chủ nhiệm lớp con ấy. Chào cô Trịnh ạ. Cô nghe nói em đã về. Cô là cô giáo, thì dù gì cũng phải đến xem. 3 năm nay, thằng bé gặp biến cố lớn, nên có nhiều chuyện không nhớ ra nữa. Cô đừng để bụng nhé. Hôm nay tôi đến còn một chuyện nhỏ muốn nhờ. Cô cứ nói, lúc Biên Kiệt còn đi học, có một bài văn đã đạt giải thưởng ở trường. Dạo này, trường muốn sưu tầm những bài văn xuất sắc của học sinh các khóa để xuất bản một tuyển tập. Biên Kiệt, em còn giữ vở văn ngày trước không? Mất lâu rồi. 3 năm trước chẳng có tin gì về thằng bé. Tôi sợ mẹ nó nhìn thấy lại suy nghĩ, nên bán phế liệu hết rồi. Thế ạ? Có đấy, viết về mẹ. Mẹ vẫn còn giữ đây. Vậy thì tốt quá. Mẹ có lòng thật đấy. Vâng. Làm mẹ mà. Tìm thấy rồi đây. Con viết về mẹ đấy. À cô ơi, mẹ em vẫn giữ cuốn vở văn này mãi.
hay để em chép lại một bản rồi đưa cô nhé. Đúng thế, không cần phiền thế đâu. Về rồi cô sẽ bảo người ta in dập, mai sẽ trả lại cho em. Em không sao chứ? Con xem, nhanh, không vỡ chứ? Trời ạ! Không sao, con đúng là tay chân vụng về. Hỏng hết cả rồi này. Thế này đi, mau lên. Không sao, mau hong khô đi. Mau đi hong đi, mau lên. Được rồi, để mẹ hong cho. Mau đi hong khô, mau đi hong khô cô Trịnh. Cô xem, cái này không lật được nữa rồi. Hay thế này đi, chờ hong khô rồi, ngày mai Tiểu Kiệt sẽ mang sang cho cô nhé. Vậy được. Mau ngồi đi. Sư phụ, lấy được rồi đây. Vở bài tập của Biên Kiệt à? Cậu có công đầu đấy nhé. Sao? Sao lại thế này nhỉ? Giống hệt nhau. Không lý nào. Tất cả suy đoán trước đó của đều sai sao? Sao lại giống y hệt nét chữ trên biên bản thế nhỉ? Trang cuối đâu rồi? Em không biết nữa, lúc em lấy được thì đã thế rồi. Có phải cuốn vở bài tập này bị đổ nước gì đó vào không? Cô Trịnh bảo em, lúc cô ấy đến nhà Biên Kiệt để lấy thì Biên Kiệt bị ngã một cái. Sau đó thì cuốn vở bài tập này đã bị nước trà làm ướt mất. Đến ngày hôm sau, sau khi học thì mới đem sang. Ý cậu là khi đó cô Trịnh không hề lấy cuốn vở bài tập này đi ngay trước mặt người nhà Biên Kiệt và Biên Kiệt, mà ngày hôm sau, sau khi Biên Kiệt hong khô nó, thì mới đưa cho cô Trịnh à? Thằng nhóc này, có vấn đề gì à sư phụ? Bình thường, vở bài tập, bài thi trong trường học sẽ đặt làm để thống nhất với nhau. Trang cuối cùng có tên của xưởng in, số thứ tự và số năm đã bị xé mất rồi. Thằng nhãi này, nhạy bén thật đấy. Chắc chắn Biên Kiệt không biết. Ở trong khe của cuốn vở bài tập chính thống còn một bí mật khác nữa. Qua mà xem. Viết gì nào? 961. Cuốn vở này là của năm 1996. Cậu ta mất tích năm nào? Năm 1993. Vậy cuốn vở bài tập này là vở bài tập mới. Cậu nói đúng đấy. Đây là cuốn vở bài tập hiện tại, do Biên Kiệt của hiện tại mua. Viết nét chữ của cậu ta rồi đưa cho chúng ta. Cuốn vở bài tập của Biên Kiệt năm 1993 không còn nữa. Tôi nói cậu nghe này, từ cỡ giày đến vở bài tập, những gì tên nhóc này thể hiện ra quả thực không phải một cậu bé 17, 18 tuổi. Chúng ta gặp đối thủ đáng gờm rồi đấy. 3 năm em không đi học rồi. Chị chọn cho em vài quyển sách đây, tự học bù đi nhé. Có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi chị. Tiểu Thất, sống thoải mái ghê nhỉ. Chị mau đi đi. Mau đi đi, các cậu muốn làm gì? Tôi nói cho các cậu biết, chị mau đi đi. Chúng tôi này thì báo này. Mày đã làm xong việc anh Khánh giao chưa? Mau về với tao đi, anh Khánh còn đang chờ mày đấy. Tôi đi với các anh, thế có phải ngoan không? Chị, Tiểu Kiệt, chị mau đi đi. Tiểu Kiệt, tránh ra, vác nó đi cho tao. Dừng tay, chạy đi. Tiểu Kiệt, làm gì thế? Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt, qua xem nào. Đuổi. Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt,
khoan hãy chạm vào cậu ấy, gọi xe cứu thương trước đi. Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt. Anh Kim, bác sĩ nói sao? Bác sĩ bảo não bị chấn động não nhẹ, cứ sốt cao mãi thôi. Cảnh sát Vương, không được tha cho chúng nó đâu đấy. Mấy tên tội phạm này hung hăng quá. Anh yên tâm, không thoát được đâu. Ngồi đi. Thằng bé cũng về được hơn một tuần rồi nhỉ? Ổn không? Chúc mừng anh nhé. Mà này, anh có phát hiện ra sau khi thằng bé về thì có gì khác thường không? Ở trong ổ cướp 3 năm, không biết chừng thằng bé phải chịu khổ gì đó. Lúc về vừa mở miệng đã gọi tôi là bố. Tôi thấy đau lòng lắm. Trước kia nó chỉ gọi tôi là chú thôi. Anh bảo thân thiết với tôi hơn, có coi là khác thường không? Kể cả có khác thường thì đã sao nào? Đúng, đúng, đúng. Anh Kim, anh nói xem có khả năng này không? Tôi nói linh tinh thôi nhé. Giả sử có một cậu bé nhìn rất giống Biên Kiệt nhà ta, cậu ta lại hiểu rõ về vụ án mất tích 17/04 và thông qua một vài nguồn biết được tình hình nhà mình, nếu thế thì có thể giả mạo mình là Biên Kiệt. Giờ con trai tôi vẫn đang nằm trên giường tỉnh nữa kìa. Anh không đi mà tìm kẻ đánh nó, anh lại còn bảo con trai tôi là giả mạo. Rốt cuộc anh muốn làm gì hả? Anh xem tính khí anh kìa, lần nào nói chuyện anh cũng nóng này. Tôi chỉ giả sử thôi mà, đây cũng là một thủ tục của chúng tôi thôi. Chúng tôi có phương pháp của chúng tôi, chúng tôi có mánh khóe của chúng tôi. Không sao, đừng lo. Ngày nay có một công nghệ thực ra đơn giản lắm, gọi là giám định quan hệ cha con, làm là biết ngay thôi. Cảnh sát Vương, tôi không giống anh, là một người cha. Tôi không cần phải dựa vào thứ đó cũng có thể nhận ra con có phải con nhà mình hay không. Vậy chúng ta làm một lần đi, đơn giản lắm, chỉ cần lấy một sợi tóc của Biên Kiệt. Thái độ của tôi rất rõ ràng, nếu các anh có chứng cứ để chứng minh con nhà tôi là giả mạo thì anh cứ bắt người đi, nếu không có chứng cứ thì xin lỗi, tôi còn bận chăm con, đi thong thả, không tiễn. Điều tra vụ Biên Kiệt bị đánh thế nào rồi? Ba tên thì bắt được hai, đều là mấy tên lưu manh ở địa phương. Khai là do tên tóc vàng bỏ tiền ra thuê. Tên tóc vàng này là một trong những thành viên của băng nhóm tội phạm ở Hà Khê mà lúc trước Biên Kiệt nói đến. Vậy tên tóc vàng đó đâu? Chạy rồi. Tôi đang chuẩn bị đi Hà Khê một chuyến đây, không chỉ để điều tra tên tóc vàng mà còn điều tra thế lực đứng sau bọn chúng. Tôi thấy tên tóc vàng này quan trọng lắm đấy. Bây giờ còn chưa xác minh được thân phận của Biên Kiệt là thật hay giả. Cậu điều tra thử xem, có phải 3 năm trước cậu ta bị bán đến đó không? Anh nói đúng lắm. Khi nhắc đến cậu bé này, tóc vàng không gọi là Biên Kiệt, mà gọi là Tiểu Thất. Cậu xem, tôi bảo là cậu ta có vấn đề mà. Biên Kiệt. Không nói là có cái tên nào khác chứ, Tiểu Thất. Phòng đội trưởng. Tôi phải đi đây. Cậu đi Hà Khê đúng không? Đi đường cẩn thận, chú ý an toàn. Để tôi đóng cửa, để tôi đóng cửa. Tiểu Kiệt, bố muốn góp ý cho con mấy câu. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Sau này gặp phải chuyện như thế thì con chạy ngay đi, đừng có tỏ ra anh hùng. Con mà chạy thì không có ai bảo vệ chị con. Xem đi, đây chẳng phải chị em ruột thì là gì.
Tiểu Kiệt, mai bố dẫn con đến nhà máy dạo một vòng nhé. Cũng phải tính toán cho tương lai rồi. Năm 1993, Tiểu Kiệt à, con xem, bây giờ nhà máy bông của nhà đã có hơn 150 cái máy rồi đấy, toàn bộ là máy CNC hết, nhà nào ở huyện Chiếu Dương cũng dùng sản phẩm của nhà ta hết đấy. Tiểu Kiệt, con nói bố nghe xem, con có dự định gì cho tương lai? Định đi làm hay tiếp tục đi học? Con muốn học chút gì đó để đi đâu cũng kiếm ăn được. Vậy đến nhà máy đi. Bố nghĩ thế này, con cứ đến nhà máy, làm việc một thời gian, học chút gì đó đi. Đợi đến khi bố mở phân xưởng ở nơi khác, bố sẽ giao cho con quản lý. Con không làm được đâu, ngốc ạ. Có bố đây thì con sợ gì, từ từ bố dạy cho con. Bây giờ nghĩ mấy chuyện này thì xa xôi quá, quyết định vậy đi. Mai con đến nhà máy làm việc, xem như thử việc. Đợi bố làm xong căn cước công dân cho con thì sẽ chuyển thành chính thức. Con là con trai bố, sớm muộn nhà máy này cũng là của con, sau này phải trông vào con hết đó, biết không? Đi. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Tới đây. Tới đây. Cảnh sát Vương. Sao lâu vậy mới ra mở cửa? Cháu ở trong nhà vệ sinh. Cháu muốn khai báo căn cước công dân mà. Lúc nãy chú đến đồn công an, sẵn tiện mang mẫu đơn tới cho cháu. Cháu điền đi. Ngón tay cháu bị làm sao thế? Cháu bị kẹt cửa, không sao đâu. Sao mà không may thế? Cháu viết tay trái cũng được. Trà của nhà anh Kim ngon đó. Vừa nhìn là biết trà xịn. Tiếc là trà ngon như vậy mà dùng để ngâm giấy. Không sao, cháu viết được một nửa rồi. Chú dùng nhà vệ sinh nhà cháu tí nhé. Ơ kìa sư phụ, viết cái quái quỷ gì đây? Thằng nhóc đó viết bằng tay trái. Lúc tôi tới nhà cậu ta nói ngón tay cái bên phải bị thương. Băng bó lại như cái bánh trưng vậy. Thế rõ ràng là đang chống đối chúng ta đây mà. Đã làm chúng ta vồ hụt mấy lần rồi, chúng ta không thể để nó rắt mũi mãi được. Cậu nghĩ là tôi sẽ để cho nó rắt mũi à?
cho cậu xem cái này. Cái gì vậy sư phụ? Đây là cái gì? Đây là tóc có nang tóc của Biên Mỹ Chân. Ơ kìa sư phụ, anh làm thế, nói nhỏ thôi. Xin chào, tôi tên là Biên Kiệt. Biên Kiệt phải không, để tôi xem nào. Có rồi. Thông tin căn cước công dân của Biên Kiệt. Thẻ căn cước công dân. Ai cho mày vào? Ra đây. Sớm muộn nhà máy này cũng là của con, sau này phải trông vào con hết đó, biết không? Trộm tiền của nhà họ Kim ra đây, trả tự do cho cậu, Đông. Tìm gì vậy? Con. Chị có lấy cho con quyển album ảnh. Không biết để ở đâu rồi. Cái đó. Lát bố sẽ đưa cho con. Hôm nay không bận. Chúng ta đổi chỗ. Nói vài câu đi. Đi. Tiểu Kiệt à, từ khi con quay về từ Hà Khê, bố cảm thấy con lớn rồi, hiểu chuyện, tốt hơn trước, dường như biến thành một người khác, cho nên bố muốn nói mấy lời rút ruột rút gan với con. Tình trạng của mẹ con cũng đã thấy rồi, bố cảm thấy bà ấy không thể mất đi con lần thứ hai đâu. Con đừng làm chuyện ngốc nghếch, làm bà ấy buồn nữa. Bất kể trước đây như thế nào, đã xảy ra chuyện gì, bây giờ đều là sự khởi đầu mới. Con có đồng ý không?
Uống nước đi. Nhưng mà bố, con vẫn hơi lo lắng. Đám người ở Hà Khê sẽ không đến làm phiền con nữa chứ? Chúng nó dám. Ở Chiếu Dương, ai dám động đến con nhà họ Kim thì cảnh sát chờ bắt bọn họ đấy. Yên tâm đi, không sao đâu, có bố đây. Cô ơi, Vương Giai, Vương Giai, cô ơi, sao không có ai vậy? Làm gì đó? Vương Giai. Anh, bố anh bảo anh mang ít tiền đến cho em. Em lo chuyện khẩn cấp trước đi. Em nghĩ có thể anh hiểu lầm rồi. Em đến nhà chỉ để hỏi thăm về tin tức của anh trai em, không phải để xin bố thí. Anh cũng không có ý đó. Anh và anh trai em là bạn thân mà. Anh muốn giúp đỡ chút ít. Anh thì quay lại rồi. Còn các bạn của anh thì đang ở đâu? Em cứ cầm đi đã. Kìa, bố anh bảo anh đến. Mẹ. Mẹ. Mau lên. Dài dài, sao thế? Chú Vương, mẹ cháu ngất xỉu ở nhà. Cháu mau gọi điện thoại, bảo 120 đến đầu đường chờ chúng ta. Vâng. Khu vực cấp cứu quan trọng không phận sự miễn vào. Bác sĩ, mẹ cháu sao rồi? Phòng cấp cứu, hen suyễn cấp tính phát tác. May là đưa đến kịp thời. Bây giờ đang cho dùng thuốc hen và thở oxy thêm, không đáng ngại đâu. Vâng, bác sĩ vất vả rồi. Vậy ai theo tôi đi đóng viện phí? Cháu đi. Đi theo tôi. Ngồi tí đi. Không sao, cháu đứng cũng được. Được đó, xứng đáng được khen ngợi. Nhiệt tình giúp người. Có phải cháu đang đi làm ở nhà máy của bố cháu không? Vâng, ở đó học về máy tính. Làm việc thế nào? Vừa bắt đầu. Có quen không? Quen rồi thì tốt. Bố cháu không dạy cháu làm ăn à? Không dạy cháu làm ăn sao? Vẫn chưa đến lúc đó. Cháu cũng biết là có lúc đó à? Tốt lắm. Tuy anh Kim không phải bố ruột của cháu, nhưng chị cháu cũng không có hứng thú với nhà máy. Đợi cháu biết kinh doanh rồi, toàn bộ tài sản của bố cháu sẽ cho cháu hết. Đúng không nào? Của bố cháu mãi mãi là của bố cháu, liên quan gì đến cháu chứ? Cháu căng thẳng cái gì? Nói chơi thôi. Cháu căng thẳng làm gì đâu.
cháu thay giày rồi. Hình như cháu rất sợ cảnh sát. Cảnh sát nhân dân yêu nhân dân. Cháu là một nhân dân thì có gì phải sợ chứ? Cháu nói đúng đó. Cảnh sát nhân dân bọn chú có trách nhiệm bảo vệ người dân. Nhưng bọn tội phạm bây giờ ẩn náu kỹ lắm. Bọn chúng cải trang thành người dân, tưởng rằng có thể qua mắt được. Bọn chú đã gặp quá nhiều rồi, làm sao mà gạt nổi bọn chú, có phải không? Tiểu Thất, chú Vương, chú có mang tiền không? Sao thế, cháu không đủ tiền đóng viện phí cho mẹ. Đi, chúng ta đi. Đóng tiền. Đi, 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 em cầm lấy, chắc là đủ đấy. Bọn chú cần cháu, đích thân chỉ điểm hai người đã đánh cháu. Không phải đến văn phòng của đội trưởng Tần à? Đội trưởng Vương đang chờ ở bên trong, vào đi. Vào đi. Sư phụ, đến rồi. Vào đi. Cháu chờ chú chút nhé. Ngồi đi. Có quen uống hồng trà không? À, không cần phiền đâu. Cháu thử đi. Ông nội của Tiểu Trương trồng ở quê, không bón phân hóa học. Gọi cháu tới cũng không có việc gì. Cháu vẫn còn ấn tượng với người đánh nhau với cháu chứ? Thế này, cháu nhận diện đi. Xem trong này có ai thì cháu chỉ ra. Cháu đã làm đúng đấy. Dám làm việc nghĩa. Cháu xem kỹ lại lần nữa đi. Chắc chắn là hai người này chứ. Chắc chắn. Chắc chắn. Đúng vậy, đây cũng là hai người mà bọn chú bắt. Không còn việc gì thì cháu đi đây. Chờ đã. Cháu đừng sợ cảnh sát mãi thế. Cảnh sát nhân dân bọn chú phân biệt rất rõ ràng. Đối xử với tội phạm phải vô tình như mùa đông khắc nghiệt. À phải. Tên tóc vàng này đã bị Tần Dũng bắt rồi. Đến khi đó, phiền cháu đến xác nhận. Nào. Mùi vị thế nào? Được rồi, cảnh sát Vương, về cháu đi trước đây.
bố. Con trai, nào, uống ly trà. Con đi đâu thế? Không đi đánh nhau đấy chứ? Không ạ. Cảnh sát Vương, chú ấy bảo con đi chơi. Hai người hôm nọ đã đánh con. Cảnh sát Vương, anh ta không nhắc chuyện giám định cha con nữa chứ? Không ạ. Cái đó giám định thế nào ạ? Bây giờ có một loại kỹ thuật mới, không cần lấy máu. Dùng nước bọt, tóc gì đó, là có thể kiểm tra quan hệ máu mủ. Con tránh xa anh ta ra, cảnh sát bây giờ, rảnh rỗi không có gì làm, toàn gây phiền phức. Chú dùng nhà vệ sinh nhà cháu tí nhé. Mời vào. Tiểu Kiệt, chị Ngưu, chị Lâm. Chị Ngưu, chỗ chúng ta ngày mấy phát lương vậy? Ngày 10 phát lương, sao thế? Em có thể xin ứng trước nửa tháng lương không? Được thôi, không thành vấn đề. Đây, tiền tháng này, cậu cầm đi. Như vậy thì không hay lắm. Có gì không hay đâu. Đây gọi là phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Không chừng sau này cậu còn phát lương cho chị Ngưu đấy. Sau này đừng quên chị Ngưu đó nhé. Cảm ơn chị Ngưu, không có gì. Xoa bóp là ổn thôi. Mẹ lại không được khỏe ạ? Không, không, bố xoa bóp cho mẹ con thôi. Con lại bóc nhiều hạt dưa thế này. Con không được ăn à? Mẹ thiên vị quá đấy. Biên Kiệt về rồi à? Bố. Mẹ, muộn vậy mới về, lại học cái xấu rồi phải không? Không phải ạ. Con mua ít quà cho cả nhà. Cái này là cho bố. Đây là lá trà, nhân sâm. Với bên dưới là sâm Mỹ. Nhiều thế. Chị, cái này là cho chị. Chị cũng có hà. Cảm ơn em. Em cũng không rảnh lắm. Chị xem đi. Họ giới thiệu cho em đấy. Hiệu này đắt lắm. Cảm ơn em. Chị thích lắm. Mẹ, đây là con mua cho mẹ. Bình thường mẹ bóc hạt dưa cực quá. Bây giờ không cần bóc nữa. Mẹ xem, đã bóc sẵn rồi. Ăn hết thì bảo chị với bố mua tiếp cho mẹ. Mẹ mau ăn thử đi. Ngon không mẹ? Ngon không ạ? Ngon. Ngon. Tiểu Kiệt, con lớn rồi, biết hiếu thảo. Vậy con lên phòng trước đây. Hôm nay con hơi mệt. Mau đi nghỉ ngơi đi. Đi đi. Nào, Mỹ Trân, anh xoa bóp thêm cho em. Con đến nhà bạn ở nơi khác chơi vài hôm, chưa biết ngày về, đừng lo lắng cũng đừng tìm con.
Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt. Tiểu, Tiểu Kiệt. Trong quá trình quay phim thực tế, không có con vật nào tổn thương. Tất cả động vật xuất hiện trong bộ phim này đều nhằm phục vụ cho cốt truyện.